Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết hôm nay cũng khá tương đồng so với ngày hôm qua. Trời nhiều mây, trưa chiều đôi lúc hửng nắng yếu, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Cùng chung xu thế thời tiết đó, thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng mây xen kẽ, nhiệt độ cao nhất là 30 độ, cảm giác lạnh vẫn duy trì, thấp nhất đêm nay chỉ khoảng 21 độ. Về đêm và sáng sớm có thể xuất hiện mưa rải rác. Quý vị nếu phải di chuyển trong thời điểm này cần lưu ý. Với các tỉnh Trung Bộ, thời tiết trong ngày tương đối tạnh giáo, mưa có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ khoảng 27 đến 30 độ. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng từ 28 đến 31 độ. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay có mưa rải rác, tập trung về chiều tối. Nhiệt độ ban trưa khoảng từ 29 đến 30 độ. Tối và đêm mức nhiệt hạ về còn 24 độ, cộng với gió biển nên cảm giác vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Với các tỉnh từ Tây Nguyên và Nam Bộ trưa chiều nay, trời nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại Nam Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo nên Nam Bộ có mưa rải rác vào chiều tối. Còn Tây Nguyên, mưa xảy ra không nhiều và thời gian ngắn, cục bộ tại phía Nam như Lâm Đồng. Với thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều nay nhiều mây, có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là từ 32 đến 33 độ. Đến chiều tối mưa có thể xuất hiện do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo, thấp nhất đêm nay hạ về còn 25 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.